Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức thời sự 14 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhằm kiểm soát chặt chẽ tình trạng bán hàng đa cấp không chân chính, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc tọa đàm các hình thức kinh doanh bất hợp pháp, lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp với sự tham dự của các cấp các ngành và các doanh nghiệp. Tại đây, các đại biểu đã cho rằng hiện Việt Nam có 77 doanh nghiệp được đăng ký bán hàng đa cấp và có tới hơn 1 triệu người tham gia góp phần đáng kể vào việc tạo việc làm, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Song thực tế không ít những doanh nghiệp lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo, không tuân thủ đúng quy định luật pháp, ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng. Cuộc tọa đàm cũng đã phân tích tập trung, thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm quản lý hoạt động cũng như kiểm soát chặt chẽ việc bán hàng đa cấp, tăng mức ký quỹ, buộc doanh nghiệp phải có báo cáo cho các cơ quan chức năng, không cho phép bán hàng đa cấp hình thức thương mại điện tử, mua bán hàng ảo ở trên mạng.